Grace. Kristen Guadino 17 tuổi từ Long Island nổi tiếng khi lọt vào vòng bán kết cuộc thi America's Got Talent, nhưng cậu còn nổi tiếng về một khía cạnh khác quan trọng hơn. Vì một chứng bệnh bẩm sinh, Kristen mất thị lực từ khi còn rất nhỏ. Bằng việc sử dụng công nghệ chỉnh sửa gen, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Philadelphia đã chỉnh sửa được gen lỗi cho Kristen và những bệnh nhân khác. Khi phiên bản gen đã chỉnh sửa được đưa vào võng mạc, bệnh nhân có thể nhìn thấy trở lại. Chỉnh sửa chuỗi phân tử ADN tạo ra mẫu gen của chúng ta có bao gồm việc đưa vào mô bị ảnh hưởng. Trong trường hợp này là võng mạc, một virus vô hại chứa gen đã được chỉnh lỗi. Như các tế bào võng mạc, gen đã được chỉnh lỗi nhân lên và từ từ chỉnh sửa các tế bào khác các bác sĩ từ Italia và Đức kết hợp chỉnh sửa gen với liệu pháp tế bào gốc để cứu sống một cậu bé người Syria mắc căn bệnh hiếm gặp về da, thường gây ra lở loét và phồng rộp nhức nhối. Các bác sĩ lấy một mẫu da nhỏ của cậu bé, chỉnh sửa gen lỗi, kết hợp với tế bào gốc, nuôi tạo làn da mới, cấy ghép vào cơ thể cậu bé và cuối cùng thay mới hầu hết phần da bị hỏng trước đây. Cậu bé đã trở lại với cuộc sống bình thường. Đó là điều chúng tôi mơ ước và đã làm được. Ở tuổi 44, Brian Meadows là một trong những bệnh nhân sống sót cao tuổi nhất từ hội chứng di truyền hiếm gặp thường khiến bệnh nhân chết yểu. Tôi đã sống sót và tôi rất mừng vì sống được tới ngày nay. Sử dụng dụng cụ được gọi là CRISPR, các bác sĩ đã chỉnh sửa những gen bị lỗi trong một số tế bào gan của Meadows rồi tiêm chúng vào máu của anh. Khi những tế bào đã được chỉnh sửa lỗi vào tới gan, chúng sẽ chuyển đổi những tế bào khác, một sự chỉnh sửa dường như vĩnh viễn. Những người chỉ trích cho rằng liệu pháp gen quá đắt đỏ và không thường gặp các ca thành công. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lạc quan rằng chữa trị được vĩnh viễn cho nhiều căn bệnh di truyền giờ đây đã nằm trong tầm tay.